Đây, cái loại quạt này là cái phiên bản cải tiến à. Phiên bản cải tiến rất là nhiều thay đổi, rất là đáng giá luôn à. Mà giá thì cũng vẫn là không đổi đâu, giá vẫn không đổi đâu, giá vẫn như cũ, coi như là nó sẽ nâng cấp thêm cho chúng ta một chút xíu cải tiến. Đây là những cái đồ phụ kiện rời của nó nè, phụ kiện rời của nó như là đây là cái mạch điều khiển của nó này à, là tất nhiên là động cơ không thể than rồi. Đây, mạch này thì bên shop cũng có bán rời luôn ha. Mạch này bên shop bán là 150 ngàn một cái. Thì khách hàng nào mà chúng ta muốn có ý định chế quạt thì chúng ta có thể mua về chúng ta chế quạt. Còn không thì quạt mà chúng ta sử dụng cái mạch này mà hư á, chúng ta cũng có thể về chúng ta mua thay thế luôn nha. 150 ngàn cái. Đây là hai cái núm để siết này, ù lông này. Rồi đây, cánh này. Cái này thì nó cho shop cái tùy chọn là lựa chọn cánh nhựa hay là chọn cánh nhôm. Chọn cánh nhựa hay là chọn cánh nhôm thì để đảm bảo cái tính an toàn thì mình sẽ lựa chọn cái cánh nhôm. Tại vì cái cánh nhựa thì cái quá trình vận chuyển hàng thì chủ yếu là shop bán online, thì quá trình vận chuyển hàng thì nó sẽ hơi nguy hiểm một chút xíu. Đồng ý là nó nứt thì chúng ta có thể dán keo, nhưng mà nhiều khi mà chúng ta thấy cái cánh nứt như vậy thì chúng ta cũng chẳng muốn nhận hàng, đúng không? À, cánh nhôm này là cánh nhôm siêu nhẹ luôn nè, năm cánh này gió ra cực êm luôn, chạy hết cỡ luôn, gió rất mát mà chúng ta cũng không có nghe thấy tiếng gió đâu à. Rồi đây là cái chân của nó này, chân của nó là chân thép ha, chân này của nó là chân thép, nó rất là nhẹ luôn nhưng mà thép của nó rất là cứng các bạn. Đó, mình dùng hết cái lực của mình bẻ cái chân này bẻ không nổi luôn các bạn. Đó, nó làm bằng cái thép quỷ rất là cứng. Đó. Còn đây là động cơ chính của nó này, đây động cơ chính của nó đây là động cơ không chổi than nè, motor không chổi than. Thằng này thì công suất của nó là 25W nha các bạn, 25W. Thì cái bản đợt đầu tiên luôn á là công suất chỉ có 18W thôi. Còn cái bản đợt này á là nó sẽ nâng cái công suất lên chúng ta là 25W. Thì thành ra thì gió của nó sẽ chạy mạnh hơn là cái phiên bản mà chưa có cải tiến à. Đây này, nó cải tiến, nó nâng cấp cái quai sách cho chúng ta tích hợp ở trên motor luôn này. À đây, trên motor nó tích hợp thêm ta một cái quai sách đây này. Mà ở trên lồng nó vẫn không có cắt giảm đâu à, trên lồng vẫn có luôn. À, coi như chúng ta muốn xách đầu xách đây. À. Motor là sẽ đi vòng bi, thành ra thì chúng ta không có phải bảo trì bảo dưỡng như là những cái quạt truyền thống à. Như những cái quạt điện truyền thống thì nó sử dụng cái vòng thao, thành ra chúng ta phải bảo dưỡng dầu nhớt. Còn lần này thì vòng bi, thành ra thì chúng ta cứ thế mà chúng ta chạy thôi, không có phải bảo trì như là quạt điện truyền thống à. Đó. Rồi đây, cải tiến là cái lồng đây, cải tiến là cái lồng. Cái lồng đợt này thì mình thấy nó làm rất là dày, cầm nó rất là chắc chắn luôn. Đó. Thì nó sẽ cải tiến cho chúng ta là sử dụng cái ngàm cài. Sử dụng cái ngàm gài giống như cái quạt Nhật luôn á, giống như những cái quạt Nhật hồi trước đó, là sử dụng cái ngàm gài này luôn, chứ không có sử dụng cái vòng đai nhựa nữa. À, sử dụng cái ngàm gài luôn thì nó sẽ rất là chắc chắn luôn. Đó, thành ra thì nó vô tình nó rớt rơi va đổ này kia kia nọ đó thì nó sẽ không có bị bung, và chạy nó cũng không có bị rung cái lồng. Đó, nó cải tiến rất là đáng giá luôn. Thêm nữa là khi mà chúng ta tháo là chúng ta vệ sinh á thì chúng ta tháo lắp nhanh, rất là tiện lợi luôn ha. Đó là cái cải tiến về cái lồng. Rồi thêm nữa là đợt này thì nó sẽ cải tiến cho chúng ta cái chặn hành trình. À, chặn hành trình tức là đây, ví dụ đây là nó có thêm một cái hai cái gờ sắt hai bên này. Đó. Thì chúng ta lật lên tới đây này thì nó sẽ chặn lại, à đó là nó sẽ cho phép chúng ta lên tới đây thôi. Rồi thêm nữa là chúng ta lật xuống thì nó cũng cho phép chúng ta tới đây thôi. Mục đích này là nó sẽ không cho chúng ta cái quá trình mà vô tình cục pin nó nặng quá, vô tình chúng ta để cái đầm cái thì nó bật ngửa ra như vậy nó sẽ đổ qua. Đó là ý nghĩa của nó là như vậy á. Hai bên này cũng vậy luôn này. Đó, đây, hai bên này cũng vậy luôn. Đó, có một cái gờ sắt đây luôn nè. Sau này một cái một cái tay cầm đây ở trên motor, một cái tay cầm trên lồng à. Rồi có rất là nhiều khách luôn, rất là nhiều khách thì cái khúc này thì chúng ta lại không coi. Thành ra thì những khách hàng mà thường hỏi câu đó thì lúc nào cũng bỏ qua cái khúc này. Thì lúc nào cũng nhắn Zalo bảo shop đo cái kích thước cái lồng quạt cho. Thì đây thì shop cũng đo luôn nè. Đây cái lồng của nó là 30 mấy đây. Lồng của nó là 36 à, lồng của nó là 36. Đó, lồng của nó là 36 đây. Rồi cái cánh của nó thì mình sẽ ướm cái cánh ở đây, cái cánh của nó đây, đo chân thực cái cánh của nó đây luôn nè. Đo chân thực cái cánh của nó đây luôn nè.
Cánh của nó là 30, cánh của nó là 30 tròn nha. Đó. Cánh của nó là 30 tròn. Lồng của nó là 36 ha, lồng của nó là 36. Đó là cái kích thước cái lồng của nó ha. Và cái công suất của nó là cực đại luôn là 25W, công suất của nó là 25W. Thì chúng ta chú ý đến cái công suất của nó, công suất của nó chỉ có 25W thôi. 25W thì nó chỉ bằng có một nửa cái quạt máy điện của nhà chúng ta. Thành ra thì chúng ta cũng sẽ hiểu được là thì cái lượng gió của nó thì nó chỉ bằng một nửa cái quạt điện nhà chúng ta thôi. Chúng ta cứ suy cái công suất thì ra được cái lượng gió của nó ha. Thành ra thì đừng có nói là em ơi quạt nó có mát không, nó có mạnh không. Dạ xin đưa luôn, nó có mát không, nó có mạnh không thì đó là tùy tùy cái cảm nhận gió của mỗi người. Bây giờ mình trả lời làm sao được, bây giờ mình trả lời nó mạnh lắm, nó mát lắm thì đối với mình thôi, còn đối với bản thân khách hàng thì có nhiều người người ta lại cảm nhận nó sẽ khác nhau. Thành ra thì câu hỏi đó rất là khó trả lời. Thành ra thì chúng ta chỉ suy cái công suất ra mà chúng ta so với lại cái quạt điện thôi ha. Rồi cái vấn đề đầu tiên là cái vấn đề tiền đâu. À đây, đầu tiên là cái bản sẵn pin, tức là sẵn pin nó nằm ở bên trong này này. À đây là pin nó nằm bên trong cái motor như thế này này. À bên trong này thì nó thiết kế sẵn trong ta một cái khoang để pin. Thì bên shop sẽ ra cái bản sẵn pin mà kèm cục sạc luôn, lấy cục sạc quạt thôi. Rồi kèm cho chúng ta một cái cục sạc này về chúng ta ghim điện 110 cũng được, 220V cũng được ha. À, chúng ta ghim vào cái lỗ đằng sau quạt đó, chúng ta sạc nó ha. À, đó là kèm theo cục sạc luôn. Thì giá là 790 ngàn, 790 ngàn. Thì cái bản này thì bên shop hoàn thiện thì coi như là trên cả tuyệt vời luôn. Bao này các bạn thấy không? Bao cho các bạn chạy từ 6 đến 12 tiếng. 6 đến 12 tiếng tức là sao? Tức là chúng ta chạy số lớn nhất là chạy được 6 tiếng, mà chạy số nhỏ nhất thì chúng ta chạy được 12 tiếng. Đó là cái con số này là con số chuẩn luôn nha. Tức là shop chạy thực tế rồi biết bao nhiêu cái luôn rồi. Thành ra thì cái này thì con số này gọi là con số bao luôn ha. 790 ngàn và các bạn sẽ được gọi là bảo hành 3 tháng ha. Bảo hành 3 tháng cho cái bản mà sẵn pin ở bên shop bán. Mua cái bản này thì các bạn chỉ về việc là xài thôi, không cần phải làm thêm gì nữa hết ha. Không cần phải pin ngoài, pin gì hết ha. Không cần phải quan tâm đến nó xài pin gì hay chân gì này kia nọ gì hết ha. Chỉ cần xì ra 790 ngàn luôn là chúng ta đưa này về chúng ta xài luôn. Đây, thời gian sử dụng của nó, shop bao từ 6 đến 12 tiếng ha. Pin thì bây giờ siêu shop thì bên shop sử dụng pin của hãng LG ha, hàng chính hãng LG. Đó, dung lượng là 63H, bao chúng ta xài từ 6 đến 12 tiếng. Đó là 790 ngàn, giá thì cũng chưa có bao gồm phí vận chuyển ha. Đó là cái bản mà sẵn pin. Rồi, tiếp theo một cái bản cực kỳ hot luôn là cái bản sử dụng pin ngoài. À, cụ thể bây giờ pin ngoài tức là pin gì? Tức là chân pin phổ thông tức là chúng ta đã có những cái cục pin phổ thông như thế này rồi ha. Pin Macan, pin Hucan, pin Decton M21, pin Drama, pin Himoki, nói chung là cứ chân pin phổ thông là 18 21V là chúng ta sử dụng cái quạt này. À, thành ra thì cái quạt này thì nó chỉ bao gồm cái thân quạt mà kèm cái đế chân phổ thông cho chúng ta thôi, chưa bao gồm một cái gì hết ha. Có nhiều khách là hỏi là anh ơi nó có kèm cái cục cắm điện hay không, rồi có kèm cái cục adapter hay không. Dạ xin thưa luôn, chúng ta coi tới đây rồi chúng ta có thấy nó không thì chúng ta tự tìm câu trả lời luôn. Rồi đây, về chúng ta cứ lấy cục pin là chúng ta sử dụng thôi, ghim vô là xài thôi ha. Ghim vô là quất thôi đây. Đó, ghim vô là xài thôi. Đó, cứ có pin phổ thông là chúng ta quất cho chúng ta xài thôi. Thì thử nghiệm với cái pin 15 cell ở bên mình bán này. À, thử nghiệm với pin 15 cell thôi, còn pin của các bạn thì bên mình không có biết được ha. Thì thử nghiệm với pin 15 cell 6A thì thời gian chạy của nó là được từ 4 đến 8 tiếng. À, ý nghĩa tức là sao? Tức là chạy hết cỡ thì được 4 tiếng, mà chạy chậm số chậm nhất á, là được 8 tiếng. Đó là thử nghiệm là cái pin bên shop bán, là nếu mà chạy cái pin ngoài như thế này này nè, đó là từ 4 đến 8 tiếng ha. Rồi giá của cái bản pin phổ thông này, giá của bản pin phổ thông này là 550 ngàn nè. 550 ngàn. Ồ, giá thì cũng chưa có bao gồm phí vận chuyển đâu ha. Nó chạy chân pin phổ thông 18 21V nè. Ok luôn. Rồi thêm một cái điểm nâng cấp ở cái bản đế mà chân phổ thông này nè. Thì bên shop đã thiết kế cái đế làm sao đó cho chúng ta sử dụng được cái cổng USB luôn ha. Sử dụng giống cổng USB để chúng ta sạc điện thoại hay là chúng ta sử dụng đèn led này kia gì đó ha. Thành ra thì cái đế nó nằm ngang, thành ra thì cái pin của chúng ta thì chúng ta cũng sẽ lắp ngang như thế này đây, đúng không? Sẽ lắp ngang thế này đây, và chúng ta có thể sử dụng cái cổng USB này. À, là để chúng ta sạc điện thoại này, để mở cổng USB này các bạn ấn cái nút nguồn này. Các bạn giữ cái nút nguồn này khoảng mấy giây ha, nó kêu tít cái là ok. Đó là tít cái là ok rồi đó. Đây mình sẽ ghim cái điện thoại cho mình sạc cho các bạn coi này ha. Đây ghim vô này, ok này. Đó.
Đó là đang sạc các bạn thấy không? Đó là ok đó ha. Đó đang sạc đó. Thì chúng ta có thể vừa chạy quạt vừa sạc điện thoại luôn, ok. Hoặc là chúng ta xài đèn led cũng ok luôn ha. Rồi ngoài ra thì thêm một cái cổng DC ở đây, cổng DC in này. Thì DC in này thì chúng ta nếu mà chúng ta không có chạy pin á, chúng ta có cái cục nguồn nào rồi á, cục adapter nào đó từ 12 cho tới 24V nè, từ 12 đến 24V dòng 2A trở lên thì chúng ta ghim vào đây luôn là chúng ta chạy điện luôn, ra khỏi chạy pin này. Đó các bạn ghim đây. Chân cắm của nó là chuẩn 5521 ha, chuẩn chuẩn thông dụng nhất hiện nay luôn là 5521, chúng ta cứ ghim đây này. Đó, cứ từ 12 đến 24V là chúng ta cắm điện chúng ta chạy luôn, khỏi phải chạy pin, đúng không? Đó là ok, là cái nâng cấp này rất là đáng giá luôn nha. Ngoài ra thì khi mà chúng ta mà không muốn sử dụng cổng USB nữa, chúng ta cũng tắt đi chúng ta cũng giữ một lúc ha, giữ một lúc thì nó kêu cái tít cái thì nó sẽ tắt đi ha. Nói chung là để bật tắt cái USB này á, là chúng ta sẽ gọi là nhấn giữ ha. Còn nếu mà để bật tắt quạt nó chạy á, thì chúng ta nhấn nhẹ. Đó, rất là thông minh luôn. Đó, bản này là bản hot nhất này. Tại vì cái pin phổ thông này thì hầu như nhà nhà người người ai ai cũng có rồi ha. Pin Macan, pin Hukan, pin Decton M21, pin Drama, pin Himoki gì đó là chúng ta làm láng luôn ha, 550 ngàn. Rồi, tiếp theo là một cái phiên bản mà dành cho khách hàng có điều kiện, tức là chơi pin hãng, máy hãng, pin hãng. Một cái cục pin hãng không là mua được hai bộ máy khoan tàu rồi. Bởi vậy mới nói khách hàng có điều kiện nha, pin hãng giờ nó rất là mắc tiền luôn. Rồi đây, bản pin ngoài sử dụng pin zin hãng nha. Pin zin hãng là dành cho hãng chính hãng Makita, The Watt, Milwaukee, Bose à, 650 ngàn. Đây, lấy ví dụ đây, đây phiên bản pin Bose đây đúng không? Đây, pin Bose đây, phiên bản pin Bose đây, chạy pin Bose luôn nè. Đó là ok chưa ha? Cứ lấy cái bản mà chạy pin zin hãng á, là mắc hơn 100 ngàn so với chân phổ thông. Mắc hơn là vì sao? Mắc hơn là vì cái đế nó mắc tiền hơn này. Thứ nhất là mắc hơn cái đế này, còn cái thứ hai á là cái mạch bảo vệ pin nè, tất cả những cái pin hãng như thế này này, đây là đế xịn này đúng không, đế xịn là tất cả những cái pin hãng như thế này này thì nó sẽ không có cái mạch bảo vệ trên pin mà nó bảo vệ ở trên máy. Thành ra thì phải làm sao đó cho cái máy nó hiểu được cái pin này, khi nào mà nó hết điện thì nó sẽ ngắt ra, không thì nó sẽ xả cạn pin luôn, mà xả cạn pin luôn là coi như là pin chết, mà pin chết thì coi như là chúng ta ra đi mấy triệu bạc, rất là oan uổng à, chả có shop nào mà dám thiết kế cho chúng ta chạy trực tiếp như vậy đâu. Thành ra thì tất cả những cái bản này thì nó sẽ đều có mạch bảo vệ pin hết. Thành ra thì shop mới dám bán cho các bạn chạy về pin zin hãng đúng không? Đó cứ zin hãng luôn ha, Makita, The Watt, Milwaukee, Bose, đồng giá luôn là 650 ngàn ha. Thì cái bản này thì bên shop bảo hành 1 tuần, cái bản pin chân pin phổ thông thì bên shop cũng bảo hành 1 tuần. Chỉ có cái bản mà bên shop hoàn thiện sẵn là cái bản sẵn pin kèm sạc đó, 790 ngàn đó, thì bên shop sẽ bảo hành 3 tháng thôi. Còn lại tất cả luôn là sẽ không bảo hành, mà cứ không bảo hành á, thì mặc định á, là các bạn sẽ hiểu là các bạn sẽ được bao xài 1 tuần. Đó là ý nghĩa của bao test 1 tuần, đó là vậy nha, nhằm đảm bảo cho cái hàng hóa mà đến tay các bạn nó sẽ được an toàn. Và tất nhiên là cái chi phí bảo hành thì bên shop sẽ chịu hết cho chúng ta, thành ra là chúng ta cũng không có cần phải bận tâm nha. Rồi ok, đó là những cái thay đổi đáng kể trong cái phiên bản đợt này nha. Thì có nhu cầu chúng ta cứ bốc điện thoại lên, alo 0703 388 042 à. Mình tên là Quý ở Biên Hòa, Đồng Nai. Xin chào tạm biệt mọi người.